Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Mỹ Vlog. Em Mỹ xin chúc quý vị thân mến có một ngày mới vui vẻ và gặp được nhiều may mắn ạ. Hiện tại thì em Mỹ đang có mặt ở đường Trang Dốc đi lên trên đỉnh Háo Chua. Ngày hôm nay thì vợ chồng anh Tùa nhận được tiền hỗ trợ 20 triệu của anh Trao Vlog và quý mạnh thừa quân rồi. Nên là hôm nay thì hai vợ chồng anh Tùa đi mua tấm Velo xi măng để về làm mái nhà với lại mua ván ép. Nên là em Mỹ xin mời quý vị thân mến hãy đồng hành cùng em Mỹ đi xuống dưới chân dốc này để xem hay là hôm nay vợ chồng anh Tùa mua bao nhiêu tấm polo xi măng ạ. Đấy, xe thì đã giúp hai vợ chồng anh Tùa chở đến đây rồi. Nên là xe cũng bắt đầu đi về nhà rồi ạ. Đấy, em Xính và cháu Minh với lại hai vợ chồng anh Tùa thì đang ở bên đường chân dốc kia. Đây là em Xính. Hôm nay thì hai vợ chồng anh Tùa cũng nhờ em Xính đến giúp đỡ hai vợ chồng anh Tùa chở tấm polo xi măng và lại vàng ép đi lên trên nhà của anh Tùa. Em Xính ơi, dạ. Hôm nay chắc là em một xe để giúp đỡ hai vợ chồng anh Tùa chở lên trên nhà thôi nhỉ? À. Đấy. Thì em chở bao nhiêu tấm? 4 tấm 3 tấm à? Tại vì là đường cũng dốc quá và cũng rất là khó đi ấy, nên là phải chở ít thôi. Nếu mà chở nhiều thì rất là nặng nhỉ em Xính nhỉ? Nhưng mà có một đoạn kia nó dốc à? Có một đoạn kia dốc quá nên là không dám chở nhiều đâu. Anh Tùa ơi, hai vợ chồng anh nhận được tiền hỗ trợ 20 triệu của anh Trao Vlog và quý mạnh thừa quân rồi thì hôm nay hai vợ chồng anh mua tấm Pro xi măng là mua bao nhiêu tấm anh? Chào em nhìn nào, hôm nay anh hai vợ chồng mua polo mua 40 tấn nhà, 43 tấn ván. 40 tấm polo xi măng à? À, bao nhiêu tấm ván? 15 tấn ván à? Dạ. À, tấm polo xi măng này là một tấm là bao nhiêu tiền anh? Một tấm là 50.000 à? À, thì anh mua về để làm mái nhà có phải anh? Không anh? Mua về sửa nhà. À, thế. Xem ở bên này thì. Anh Tùa ơi, thế hôm nay anh mua ván ép với lại tấm polo xi măng thì hết bao nhiêu tiền anh? Hết 5 triệu, gần 6 triệu. Gần 6 triệu rồi á? À, 20 triệu thì hôm nay hai vợ chồng anh Tùa đi mua polo xi măng với lại ván ép ở đây này. Đấy, hai vợ chồng đi mua hết 6 triệu, còn 14 triệu thì chắc là nếu mà làm xong nữa thì chắc là sẽ hết số tiền của quý mệnh thừa quân và anh Trao rồi. Em Xính chở 3 tấm à? Thử 3 tấm trước. Tại vì có một đoạn dốc ở trên gầm nhà anh Cấy ấy, thì cũng rất là dốc này. Đấy, bây giờ thì em Xính bắt đầu chở leo lên trên đỉnh Hóc Chua rồi. Cẩn thận nhá em Xính ơi, đưa dốc quá. Hôm nay em Xính và cháu Minh hai người giúp đỡ hai vợ chồng anh Tùa chở tấm Pro xi măng. Ở dưới này là cháu Minh. Có một đoạn này thì rất là dốc ấy, nên là em Xính và cháu Minh không chở được nhiều. Đoạn này là đoạn dốc nhớt này. Cháu Minh và em Xính thì đã đi đến chỗ mảng phản rồi. Đi một chút xíu nữa là đến nhà của anh Tùa rồi này. Tối hôm trước thì có một ít mưa phùn, nhưng mà ngày hôm nay thì trở lại nám rồi. Đấy, bà con ở trên này thì rất là mong muốn là để có mưa ấy, thì bà con mới có nước để được dùng sinh hoạt trong hàng ngày ấy. Nên là cũng rất là mong để trời mưa, nhưng mà trời vẫn không mưa, trời vẫn nắng rồi. Đấy, nhưng mà không biết là bà con ở trên này thì sẽ đi tìm nước ở đâu về để được dùng này. Đấy, hôm nay thì trời rất là nắng và thời tiết cũng rất là đẹp. Ở trước mặt của em Mỹ ấy thì không biết là đây là củ của anh Cái hay là củ của anh Vư và em Xính này. Đây rất là nhiều củ đây. Bổi rất là nhiều đống củ ở đây. Bên này cũng có một đống và ở trên này có một đống nữa. Bổi
để ở trong phơi nám như này thì củ sẽ khô nhanh, và mang đi nhóm bếp thì sẽ dễ nhóm bếp, và nấu cơm thì sẽ rất là ok. Đấy. Bây giờ thì cháu Minh với lại em Xính thì trở về nhà xong thì đã chuẩn bị đi xuống dưới chân dốc để trở tiếp. Không biết là cháu Minh và em Xính ấy trở chuyến này nữa là bao nhiêu chuyến rồi. Đấy. Lái xe thì phải đổ mũ bảo hiểm nhá. Đi đổ mũ bảo hiểm đi. Con đường của bên anh Chao Vlog và bà con bên này thì con đường đổ bê tông thì đến ở đây này. Làm đây. Đây thì đến nối cái đoạn mà em Thầu Mỹ Linh và anh Nguyễn Tất Thắng hỗ trợ bà con ở bên kia làm. Đấy, hai đoạn là nối vào nhau rồi. Đây này này. Đấy. Hôm nay thì thợ cũng tiếp tục đến giúp đỡ hai vợ chồng anh Dế làm nhà rồi. Căn nhà của anh Dế thì chị sợ là thiếu nước thôi. Nếu mà không thiếu nước thì chắc là thợ sẽ cố gắng làm 2 hôm hoặc là 3 hôm nữa thì sẽ hoàn thành căn nhà của anh Dế rồi. Đấy, căn nhà của anh Dế thì vì lý do thiếu nước nên là cũng làm được rất là lâu rồi. Đấy, anh Mỹ cũng rất là mừng cho hai vợ chồng anh Dế này. Cũng sắp hoàn thành căn nhà ước mơ của hai vợ chồng rồi. Hôm nay vẫn thiếu nước nên là anh Dế nhờ anh Cho và em Trả cùng với anh Vư, ba anh em đấy giúp đỡ anh Dế chở nước ở dứa leo lên trên này cho thợ làm. Hôm nay thì thợ đến rất là đông này. Và hôm nay cũng có cả chị Sùng này, em Mỹ này đến cùng chị May làm việc ở trong nhà nữa. Ở kia anh Cho đang đổ nước xong rồi nên là đang buộc căng hay là đang đổ xăng vào trong xe để sẽ tiếp tục đi xuống dưới để chở nước đi lên trên này cho thợ làm. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, nhìn bầu trời trong xanh. Ở đây cũng nhìn rất là gió, mắm pì lè ở kia này. Mắm pì lè là một điểm du lịch rất là nổi tiếng. Đến đoạn dốc rồi, cố lên đi, cố lên đi, cố lên em Xính ơi, cháu Minh ơi, cố lên, cố lên, cố lên, sắp đến mặt phản rồi. Về đến mặt phản rồi, ở dưới là em Chả đang chở nước về này. Tại vì là anh Dế để một cái thùng nước xanh ở dưới nên là anh em trở về thì anh em sẽ đổ vào trong cái thùng để anh Dế sẽ lái máy bơm đi lên trên nhà của anh Dế để thợ làm. Có máy bơm rồi thì sẽ đỡ vất vả rồi. Nếu mà không có máy bơm thì anh em trở về đến ngã ba thì cũng phải xách lên trên nhà của anh Dế. Ê, cháu Minh và em Xính đã trở về đến nhà rồi. Cháu để ở đây thôi à? Dạ vâng, cháu để đây thôi. Bởi vì đi xuống dưới kia nó lại không thấy hiểu. Hôm qua em vừa mới đi làm thuê về có... cháu vừa mới đi làm thuê về có phải không ạ? Dạ vâng.
Vâng, tối hôm chủ nhật cháu về nhà 8 giờ. À, về đến nhà là 8 giờ, hôm chủ nhật là về rồi phải không? Vâng. Sao mà cháu không làm đến Tết? Cháu cũng định làm đến Tết nhưng mà cháu nghĩ là cháu về thăm vợ con trong một hai tuần nữa cháu đi. À, cháu về thăm vợ con à? Vâng. Cháu được bao nhiêu tiền về? Cháu được có mấy chục triệu thôi. À, chục triệu thôi à? Vâng. À. Đấy, cháu Minh và em Sịch đang mang tấm cửa đi xét ở nhà anh Tùa. À, tấm Proxima là anh xét ở đây à anh? À, xét ở đây à. Anh Tùa thì xét ở đây. Chắc là gần hết tấm Proxima rồi nhỉ? Vẫn chưa hết à? Chắc là 5 tấm nữa. Na tấm nữa, một chiều nữa là hết rồi. Cháu Minh là em xin không nghỉ một tí à? À, đi chở nốt xong thì mới về ăn cơm à? Đấy, nghỉ một lát đã. Đấy, cháu Minh và em xin rất là chăm chỉ. Về đến nhà thì lại quay lại đi, không nghỉ một chút nào. Vào nhà ấy nhỉ? Ấy, chào cháu nha. Ấy, đây là cháu Xá. Cháu Xá này là anh Tụa và chị Chía đi làm thuê nên là ở cùng với em Xính. Anh Tụa ơi, sao mà có máy tấm ở đây anh không xếp ở dưới này? Mà tới này nhưng mà đưa nhẹ một tí sao là à vỡ à? À vỡ rồi, vỡ một góc rồi. Để riêng à? Để riêng. À cái này là để sau à, sửa sau à? À đấy, nhà anh Tủa thì có hai cái tét nước xanh này, một cái tét nước xanh là ở dưới này, một cái là ở trên này. Cái tét nước bên kia là anh Tony Khu ở bên Mỹ mua tặng cho bà con mỗi gia đình là một cái, nên là anh Tủa cũng để ở bên kia để đựng nước mưa. Ở trong này có nước không à anh Tủa? Có một tí. À, có một nửa. Ở dưới này là nước mưa hay là nước nguồn nước ở bên kia về? Nước cái tô này nước ở bên kia về. À đây ở dưới này là nước mưa à? À, không là ở trên này là nguồn nước ở bên kia về à? À, có đầy không? Có. À, một cái tí ở đấy thôi à? À, nhưng mà chắc là cũng đủ cho gia đình anh dùng nhỉ? Đủ dòng bao nhiêu ngày, nhưng mà không phải giặt quả áo đâu, uống thôi. À, uống thôi à? À, dùng trong hàng ngày thôi, không giặt quả áo, nếu mà giặt quả áo thì không đủ. Đấy, vợ chồng anh Tủa thì vừa mới đi là thuê về nhưng mà cũng chờ được rất là nhiều cái củ khô. À, để ở trên này rồi này. Thế chắc là hai vợ chồng anh Tủa cũng chuẩn bị củ để đón Tết nhở? Rất là nhiều củ khô ở trên này này. Đấy, đếm trước cửa thôi nhưng mà cũng thấy mùi thịt rất là thơm rồi này. Đang nấu cái gì mà thơm vậy? Đang nấu thịt. Đang nấu thịt à? Đấy, em nghĩ rất là may quá mà để gặp gia đình chị Chía đang nấu thịt đỡ em Mỹ này. Ở dưới này là thịt mỡ. Chị đi làm thuê, mẹ chị cũng bị cháu bé này đi làm thuê nhở? Nhưng mà chị đi làm ở công ty thì chị có điệu cháu bé này không? Có mà. Có á? Có bé là con này trông con này đi là công ty à, cháu này à? À cháu này đi trông à, đi trông cháu Thảo à? Ấy cháu Thảo đi cùng mẹ đi là thuê được 2 tháng rồi nhỉ? Đi là 2 tháng 2 tuần. À 2 tháng 2 tuần à? Đi là thuê được 2 tháng 2 tuần thì cháu Thảo cũng lớn một tí rồi này. Lớn rồi. Ê, hai vợ chồng anh đi là thuê kiếm được bao nhiêu tiền về anh?
20 triệu hơi tí, nhưng mà tiền nhưng mà tháng 1 với ta lương. À, tháng 1 không ta lương á? Tháng 1 không ta lương, tháng 2 với ta lương. À, tháng 2 với ta lương, tháng 2 ta lương thì hai vợ chồng được bao nhiêu tháng 2? Tháng 2 thì 2 nhờ thì 15 triệu á. Mười mấy triệu á? 15 triệu. 15 triệu á? À, nhưng mà về thì mang được bao nhiêu tiền về anh Tủa? Vừa 6 triệu về. 6 triệu về à? Còn lại số tiền đó thì ông chủ chưa đưa. Tới đó thì có 7 triệu hơi đấy, còn tiền mình hai mẹ con của chị ấy chưa dạ. À, chắc là hai vợ chồng anh về trước để anh ấy sẽ gửi về sau có phải không ạ? Gửi sau. À, gửi sau à? Cũng được. Nhưng mà em Ly và em Mai, hai vợ chồng em ấy cũng làm cùng hai vợ chồng anh có phải không ạ? Cùng nhau à? Là cùng nhau một công ty mà. Là cùng nhau một công ty à? Nhưng mà công ty đó là cái gì? Đây là máy cắt, lấy cái máy cắt là máy cắt thôi. Thì máy cắt này là chụp cái sáng vàng là cái của công ty mới. À, máy cắt à? Cắt cả hàng dọc đấy. À, cắt cả hàng dọc hàng ngang à? Đấy. Là căn nhà của anh Tủa thì nèo đớt thôi nhưng mà cũng rất là sạch sẽ. Anh Tủa ơi, anh sửa mái nhà thì anh sửa đâu anh? Anh sửa anh sửa cái nóc nhà ở trên này á. Tại vì là cái nóc nhà của anh Tủa thì cũng treo bạt thôi, bạt cũng rách hết rồi đấy. Bà rách như này thì chắc là mưa to thì sẽ rất là ướt nhỉ anh Tủa nhỉ? Mưa to thì nó ướt nó cứ mưa giọt mưa. Nên là anh phải mua tấm polon xi măng về để lập cái nóc nhà này. Không là trời mưa to thì sẽ không ướt này. Nhiều thay nó để đá. Đấy. Vác đá lên trên này làm. À, anh kè được 2 hôm rồi. Thế tại vì là cái nền nhà của anh thì cũng không rộng ấy nên là anh phải kè the để rộng một tí anh nhỉ? Yeah. Hả? Kè the rộng một tí thì nhưng mà thế thì kè một tí phải là đổ mê tông thôi. Bà con ở trên háu chua này thay từng ngày đó chính là nhờ sự giúp đỡ của anh Trao Vlog và các nhà hảo tâm này. Nên là bà con ở trên háu chua này ai cũng sửa nhà. Cháu Thảo. Thảo ơi. Cháu Thảo cười. Đấy, lúc nãy thì không nhớ để ý nhìn chỗ bò của anh Tủa này. Đấy, hai vợ chồng anh Tủa thì đi là thuê hết rồi nên là anh có một con bò anh nhỉ? Anh có một con bò nên là anh đi là thuê rồi thì không có ai nuôi nên là anh bán rồi à? Dạ. À, thế. Ba con bò đi rồi, không có con nào nữa rồi. Đấy, và ở đằng sau nhà của anh Tủa ấy, đây là những cái tả đá rất là to và rất là cao ở trên đá sau nhà của anh Tủa đây này. Đây, đá toàn là đá. Ở trên này cũng hay dính đất ấy. Chắc là các cháu sẽ hay trèo lên trên này để chơi ở trên này anh Tủa nhỉ? Các cháu có trèo lên trên này để chơi không anh Tủa? Các cháu đi rồi nhưng mà con gà. À, con gà thôi à? À, rất là dính đất ấy nên là em cũng tưởng là các cháu trèo lên trên này để chơi ở trên này ấy. Tại vì là ở trên này rất là cao và cũng rất là nguy hiểm nữa. Nếu mà các cháu mà đi lên trên này chơi thì anh dặn các cháu đừng có đi lên trên này chơi nhá. À, con cá nó bay đi rồi à? Đấy. Anh Tủa ơi, anh mua về và trở về đến nhà xong rồi thì mấy hôm nữa là anh làm? Mai thì nuôi ra cơ nhưng mà ngày kia. À, ngày kia đi cả cổ để làm. Ngày kia thì anh mới chuẩn bị đi chặt gỗ à? Dạ. Chắc là phải chặt gỗ một ngày nhỉ? Chặt gỗ một ngày xong là vác về. Biết chặt một ngày xong không đủ thì phải chặt thêm tiếp thôi. À. Nhưng mà không biết là một ngày thì có xong gỗ về nhà không? Không, một ngày không kéo xong rồi một ngày nhiều á. Nhiều lắm à? À, thế thì cứ từ từ mà làm đi. Tại vì là làm một lần thôi nên là cũng từ từ làm để cho đẹp. Thì em xin phép
vợ chồng anh để em về nhá. Khi nào mà anh làm thì gọi điện đấy cho em để em đến giúp đỡ hai vợ chồng anh. Dạ dạ. Vâng. Bước xuống. Em về nhá. U chín non. U chín non em ạ, non đây. Em đã ăn rồi. Anh chị nấu để cho các cháu và anh chị ăn đi. Em về nhá, khi nào mà làm thì gọi điện đấy cho em để em đến giúp đỡ. Vâng. Kế hoạch của hai vợ chồng anh Tủa thì ngày kia thì hai vợ chồng anh Tủa sẽ đi chập canh gỗ về để làm. Xong là chắc là 2 hô 3 hô nữa thì mới chập xong canh gỗ. Tại vì lúc này anh Tủa bảo là chập canh gỗ thì chắc là phải chập rất là nhiều. Nên là với lại đi chập rất là xa nữa. Nên là không biết là 2 ngày thì có chặt được gỗ về để làm cái nóc nhà không. Nội dung ngày hôm nay thì em mình xin chia sẻ đến đây thôi. Một lần nữa thì em mình cũng rất là cảm ơn quý vị thân mến đã luôn luôn đồng hành cùng em mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo ạ.